mùi gì vậy? Lông não. Bắt đầu. Hồ sơ số KCCC 1560/10, Chính phủ Hồng Kông khởi tố bị cáo thứ nhất Lê Mộc Căng liên quan đến tội mưu sát và bị cáo thứ hai Trác Nhĩ Đức liên quan đến việc đồng mưu hoặc sai khiến mưu sát cô gái Thường Thu Bình. Tóm tắt vụ án, ngày 30 tháng 7 năm nay, cô Thường Thu Bình bị phát hiện ngã chết ở số 230 đường Thuận Ninh, Thâm Thủy Bộ. Báo cáo nghiệm thi chứng thực, nạn nhân chết do tim bị vật nhọn đâm thủng dẫn đến tim ngừng hoạt động, mất máu quá nhiều và từ trên cao rớt xuống mà chết. Sau đó bị cáo thứ nhất và thứ hai lần lượt bị cảnh sát bắt giữ, tố cáo tội danh như trên. Thưa quý tòa, tôi đại diện cho thân chủ của tôi đồng ý án tình bên không đã nói. Nhưng mà đương sự của tôi trong thời gian xảy ra vụ án từng nhận điện thoại của bị cáo thứ hai dưới sự ra lệnh và đe dọa của cô ấy mới lỡ tay giết chết nạn nhân. Trước đó không hề có ý đồ gây án, cho nên không cấu thành tội danh mưu sát. Vì vậy, tôi đại diện thân chủ của tôi Lê Mộc Căng phủ nhận tội danh. Thưa quý tòa, tôi đại diện cho thân chủ Trách Nhị Đức của tôi phủ nhận tội danh. Theo lời khai của bên khống cung cấp, không có điều nào chứng minh hoặc chỉ ra cái chết của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến thân chủ của tôi cả. Cho dù thân chủ của tôi có gọi điện cho Lê Mộc Căng, có lẽ lời khai của em trai nạn nhân chỉ là lời nói phiến diện mà thôi. Không có chứng cứ xác thực chứng minh trước khi xảy ra án mạng, thân chủ của tôi chính miệng sai khiến Lê Mộc Căng giết nạn nhân. Cho nên tôi khẩn xin quý tòa phán quyết thân chủ tôi tội danh không thành lập, hủy tội danh. Bổn tòa chấp nhận lời khai của bên khống cung cấp, phán quyết bản án thành lập. Do bị cáo thứ nhất, thứ hai phủ nhận tội danh, hồ sơ chuyển lên tòa án tối cao xếp ngày chờ phán xét. Bị cáo thứ nhất Lê Mộc Căng không được bảo lãnh, dẫn đến lệ chi giác tạm giam. Bị cáo thứ hai Trác Dĩ Đức không được bảo lãnh, dẫn đến trại tạm giam của nữ ở Đại Lãm. Thưa quý tòa, do thân chủ của tôi là người nổi tiếng trong xã hội và có bệnh sử phát bệnh tim, trong thời gian bắt giữ đã đối diện với áp lực tinh thần nặng nề, có nguy cơ phát bệnh tim bất cứ lúc nào. Cho nên thân chủ của tôi yêu cầu chuyển đến tạm giam ở phòng bệnh của bệnh viện. Quan tòa, tôi không muốn đến sở tạm giam, tôi không đi đâu. Em à, quan tòa, cho tôi thực tình bệnh tim bộc phát, ông đưa cô tới bệnh viện đi. Thưa quan tòa, thân chủ tôi thình lình không được khỏe, cần đưa đến bệnh viện chữa trị. Bà sao rồi? Thư ký, gọi xe cấp cứu. Nè, có thấy không? Thời gian phối hợp rất tốt, chắc chắn được huấn luyện chuyên nghiệp. Anh không có nói bà Mã, anh nói chú Căng kìa. Bà Mã hãy yên tâm, qua chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, họ được cho là cô nên ở lại bệnh viện để theo dõi, tạm thời không đưa cô đến trại tạm giam. Nhưng trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Cái giải bên ngoài sao rồi? Tôi không thể để họ chụp được với bộ dạng tôi bây giờ. Bà Mã, tôi nghĩ bà chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Báo chí ngày mai nhất định có nhiều bài viết đó. Đại luật sư Dương, tôi đã nói rồi, là vì chú Căng ra mặt thay tôi cho nên mới giết người. Tôi nghĩ sao cũng không hiểu, sau khi ổng bị bắt, sao lại kéo tôi vào cuộc chứ? Tôi vô tội mà. Bà Mã, thật ra cho đến bây giờ, chứng cứ xác thực của bên khống chỉ là khẩu cung và những số đã gọi đến cho chú Căng. Trong lòng chú Căng vốn đã có vấn đề. Nếu không có nghi điểm nào để gán tội cho bà, tôi nghĩ là không thể nào. Huống chi muốn lật mặt những chứng nói dối, tôi tuyệt đối có lòng tin. Thấy cô có lòng tin như vậy, tôi yên tâm rồi. Bà xã, bà xã. Ông à, bên trong là tội phạm tạm giam, ông không được đến gần cổ. Họ là vợ chồng, có quyền gặp mặt. Có quyền thì có quyền, nhưng như vậy là không đúng quy tắc. Sư tỷ à, vô gì một chút được không? 15 phút thôi. Không được có tiếp xúc thân thể. Em à, em không sao chứ? Cho dù bây giờ không sao, còn bị quan tòa hành hạ như vậy nữa, em thật không biết còn chịu đựng được bao lâu nữa đây. Tất cả cũng lỗi tại anh, khi nên tin đồn chú quà lớn như vậy. Anh cũng đâu ngờ sẽ ra nông nổi này. Nhưng em yên tâm, cho dù có tốn bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, anh cũng sẽ cải thắng vụ này cho em. Ông Mã, thật ra vụ án này then chốt nhất là thái độ của ông. Thái độ của tôi? Bây giờ trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, rốt cuộc bà Mã có sai khiến Lê Mộc Căng đi giết người tình của ông không?
Nhưng mà bây giờ đang chầm chầm vợ ông, coi ông có tin vợ ông là vô tội hay không thôi. Dĩ nhiên là tôi tin vợ tôi rồi. Cũng có gì tin đồn nhảm nhí mà đi sai chú căn giết người không. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi và Từ Thu Bình đó không có bất cứ quan hệ thân mật nào hết. Em à, em yên tâm, luật sư trong công ty của anh, người nào cũng là đại luật sư lâu năm, họ nhất định rửa sạch tội cho em. Không cần phiền đến nhiều luật sư, luật sư giỏi chỉ cần một người là đủ rồi. Em rất có lòng tin với luật sư Dương. Hơn nữa em tin pháp luật là công chính. Chỉ cần em trong sạch thì không cần đại luật sư danh tiếng để cố giữ sĩ diện. Còn bằng không, người bên ngoài chỉ biết nói là em chột dạ, phải có một nhóm luật sư chống đỡ cho em. Được rồi, luật sư Dương, vụ án của bà xã tôi nhờ cô hết, nếu cô có cần gì cứ việc lên tiếng, tôi ủng hộ hết mình. Ông Mã, tôi xin cảm ơn ông trước. Ông yên tâm đi, tôi và luật sư Trương sẽ làm hết sức mình, không làm cho ông bà phải thất vọng đâu.